Mến chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm những cái nồi đồ chơi cho em bé rất là dễ thương bằng những lon bia, lon nước ngọt đã qua sử dụng. Rất là phù hợp với hoàn cảnh bây giờ là khó đặt đồ chơi mà con các bạn ở nhà lại không được đi học nên mình phải tự làm những cái món đồ chơi để cho các bé chơi ha. Bước đầu tiên các bạn chà ma sát để lấy cái nắp lon ra cực kỳ là dễ dàng. Bước tiếp theo chúng ta đánh dấu để cắt ra cho nó vừa vặn, khi mà chúng ta liên kết giữa hai phần cắt vào thì nó sẽ ra cái nồi, chứ để dày nó cao lắm các bạn sẽ không làm được đâu. Để việc cắt cho nó chuẩn á, các bạn cần phải đánh dấu cho một cái vòng tròn gọi là kín của cái lon bia hoặc lon nước ngọt, thì các bạn dùng cái bút lông á, cố định một đầu, còn cái lon nước ngọt thì chúng ta cứ xoay cho nó khít lại là được. Thì khi mà có cái vết đánh dấu đó rồi, các bạn dùng kéo á, cắt thì nó sẽ chuẩn hơn. Nếu như mà không đánh dấu thì nó sẽ bị méo, thì khó làm hơn ha. Đánh dấu xong thì chúng ta tiến hành cắt phần mà chúng ta đã đánh dấu trước đó. Lúc nãy chúng ta dùng dao á, khứa ra cho nó có cái lỗ thôi, còn dùng kéo này cắt nó mới chuẩn hơn nè. Các bạn để ý kéo nó dở hơn cái dao nha. Sau khi cắt rời ra thì có những cái nó bị mốt vào, chúng ta dùng kìm chúng ta sửa lại cho nó ngay ngắn đúng vị trí thì dễ làm hơn. Chúng ta chỉ lấy hai đầu là đầu trên và đầu dưới, còn bỏ cái phần giữa, nên cái phần giữa chúng ta cắt hư cũng được, cứ canh cái mà chúng ta đã đánh dấu đó, cứ cắt theo cái đường đó là được. Mình bỏ cái khúc giữa đi, mục đích là để khi mà ráp lại cái phần đầu với cái phần cuối mình ráp lại thì nó lùng lùng, nó tròn tròn, nhìn giống như cái nồi hơn. Để dài quá thì nó sẽ ra lon nước ngọt chứ nó không ra cái nồi đâu ha. Chúng ta dùng kéo cắt từ trên xuống một đường, mục đích là để lòng vào cho nó dễ hơn, chứ nếu như mà để nó bằng nhau thì sao lòng vào được. Đó, cắt ra thì mình bóp lại nó lòng vô nó dễ hơn. Các bạn để ý đó, bập vô cái xong bây giờ trong nó ra cái nồi chưa? Chưa đâu, còn rất là nhiều bước nữa. Các bạn hãy theo dõi nha. Dùng một cái lon khác cùng loại với nó để chúng ta cắt ra, lấy cái phần đấy để làm cái nắp nồi. Về phần cái nắp nồi á, nó chia làm hai phần. Một cái phần dùng cái đáy lon để làm, thì phần này chỉ có nó vừa với cái miệng của cái nồi thôi. Còn cái phần bên trên là cái nắp, nó khi mà chúng ta dán lại nó dính lại, hai cái phần này giống nhau á, dính lại thì nó sẽ lồi lên, nó trông nó giống như cái nắp nồi hơn. Còn cái phần lõm, mà nếu như chúng ta dùng cái phần trên không á, thì khi mà đậy vào thì nó sẽ bị lọt vô trong, nên phải dùng hai miếng như vậy. Chúng ta dùng cái khoen ở trên cái nắp lon á, chúng ta làm cái quai nồi. Dùng kìm, chúng ta bẻ một góc 90 độ là thành cái quai nồi ngay lập tức. Bước này là chúng ta dùng keo nem ly 2 để dán cái phần nắp nồi.
Thì như chúng ta đã nói lúc nãy, cái nắp nồi nó gồm hai phần, cái phần đáy lon và cái phần miệng lon, chúng ta ghép lại thì nó thành cái phần nắp nồi. Và cũng dùng keo nem ly 2 để dán cái vai nồi. Chúng ta thoa một lớp keo mỏng thôi, rồi dùng cái vai nồi chúng ta in vào giữ chặt. Thì một lát á, nó sẽ khô cái keo đó thì cái vai nồi nó dính. Chúng ta tận dụng một cái phần bỏ của cái lon nước ngọt lúc nãy, cắt một đoạn nhỏ để làm cái vai của cái nắp nồi. Chúng ta sẽ dán lên ở trên cái nắp luôn, để các bé chơi thì có thể cầm cái vai nắp đó dở lên dở xuống giống như một cái nồi thật luôn nha. Cũng dùng keo nem ly 2 nhỏ ở hai bên mép của cái vai và một ít ở trong cái nắp rồi in xuống, chờ khô và nó sẽ dính lại với nhau. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Sau một vài phút làm thì chúng ta đã có hai cái nồi và một cái chảo. Và mình chắc chắn rằng nhiều bé sẽ rất thích cái bộ nồi mini này. Bởi vì trong mùa dịch này thì cũng rất là hạn chế mua đồ chơi, nên các bé sẽ rất thích những cái mới mẻ trong cuộc sống. Và bạn nào đã làm và thành công thì nhớ quay lại đây để bình luận. Và mọi người sẽ xem xét cái kết quả cùng với nhau nha.